Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 năm 2017. Đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt-Nhật lần thứ 9 và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. Trong thời gian tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã hội kiến với Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima và tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Shinichi Kitaoka. Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị. Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Thủ tướng Shinzo Abe đã cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thư mời tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 và cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ toàn diện Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và sẽ thu xếp để tham dự hội nghị. Tại hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao và phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2018, tiếp tục duy trì và tăng tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế Ủy ban Hợp tác Việt-Nhật. Đối thoại giữa hai bộ ngoại giao nhất trí tiến hành tổ chức phiên họp lần 2 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng vào tháng 6 năm 2017 và sớm tổ chức đối thoại nông nghiệp cấp cao lần thứ 4 trong nửa cuối năm 2017. Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đạt thỏa thuận chung về thúc đẩy kết nối kinh tế hai nước, liên kết kinh tế, phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận, thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại. Tại hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao, các bên đã trao đổi về các vấn đề kinh tế quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, nhất trí thúc đẩy cộng đồng quốc tế phản đối các hành động tôn tạo đảo, đá, quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế.